dù là đầu sẽ tim, dù đại dương nhấn chìm, dù yêu anh là sai em cũng chẳng bao giờ muốn mình đúng nữa. Dù môi quên mất môi, dù hai ấm tan rồi, thì em vẫn chẳng tiếc cả thanh xuân ấy riêng dành cho anh. Dù em có đánh rơi, dù thân xác xa rời, dù thiếu em thành cho tình vẫn mang mẫu núi tim hồng tươi. Dù mặt trời vỡ đôi, dù bóng tối ngập trời, còn một người la quá trời. Đó. Mọi người ơi, la lớn hơn nữa được không ạ? Không biết là đang đứng đâu nhưng mà nghe âm thanh ở đây hả? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình có mặt tại lớp trai. Hôm nay cho nên là mọi người có dặn người là hôm nay mình hãy mặc cái gì vào thân động lành, để là em nghĩ là hôm nay là đại chủ chị có chị ngồi đâu nên là chị thôi đi ra góc đó chụp mấy tấm hình này đi. Đúng rồi. Lâu thì hôm nay là một ngày rất là dễ thương với các báo chí Việt Nam. Thì không biết là anh Long Trương có muốn gửi đôi lời đến các anh chị phóng viên ngày hôm nay cũng như là trên khắp nước mình không ạ? Một năm vừa qua là một cái năm mà Long vô cùng biết ơn, đặc biệt là với những anh chị báo chí đã luôn yêu thương và một năm vừa rồi cũng có cơ hội được kết nối với rất là nhiều những anh chị phóng viên báo chí và anh chị đã support mình rất là nhiều. Và cái ngày hôm nay cũng như là tri ân đến tất cả mọi người. Thật ra Long thì mới biết đến những bông hoa và bướm. Bướm là loài tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự lãng mạn. Hơn hết thì là bộ đồ này thì cũng khiến cho anh cảm thấy rất là tự tin trong cái ngày mà kỷ niệm dành riêng cho các anh chị nhà báo và phóng viên. Và cũng nhân dịp này anh cũng rất là cảm ơn đọc bản ba hội vấn tài là đã giúp đỡ anh có một cái diện mạo và là tự tin nhất khi mà đến với buổi địa đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Anh cảm ơn tâm nhiều, mong rằng là chút nữa mấy năm đầu tiên nhớ xíu đây nha. Cảm ơn chị nè, rất là tuyệt vời. Có mấy năm là chồng bụt mè nó bé xíu luôn. Sân khấu thì chút éo, không mắc cười. Báo hôm nay kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bộ đồ ngày hôm nay của Canh ở Nam Khánh thì là của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Ý nghĩa thì nó cũng sẽ có một ý nghĩa nên là chắc là để Nam Khánh sẽ chia sẻ một chút. Khi mà nghe đến chủ đề là vùng địa đàng thì liền lập tức Cam Huy và Nam Khánh nghĩ đến những hình ảnh những người thiên thần. Thì một cái hình tượng thiên thần mà rất là hiện đại những năm gần đây được thể hiện ở trong điện ảnh đó chính là những người vệ thần ở trong bộ phim Long Vĩ Tờ Gót. Thì đây là những người luôn theo đội với Ê, đây là con rồng xanh tin hay con vẹt xanh tin? Em không biết nữa, ai nhạy cảm thì là tự suy đoán thôi ạ. Chứ còn em hóa trang chữ rồng rồng con. Ê, tao nghi là vẹt xanh tin với rồng xanh tin bắt tay nhau quá hả? Dạ không, dạ không. Xuân Hoài đến từ tạp chí Việt Nam Travel. Xin mời anh Xuân Hoài. Wow. Nam Linh. Wow, xin chào anh Nam Linh ạ. Anh thấy không khí buổi tối ngày hôm nay như thế nào anh?
phải nói rằng là lâu lắm rồi em mới gặp nhiều anh chị em đồng nghiệp, anh tạm gọi là đồng nghiệp tại vì thực ra em cũng là một cả từng là sinh viên tốt nghiệp cử nhân báo chí. Thế nên là cứ đến ngày 21 tháng 6 hàng năm thì coi như là một ngày hội chung để tất cả mọi người. Và anh mới vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc được khoảng 4 năm. Quay quay cái này quay cho mẹ hưởng cái này được không? Dạ. Thì có lẽ là coi như mình đầu tư trang phục cho bé còn nhiều hơn cho mình đúng không ạ? Dạ. Cười lên con, 2, 3, chi. Rồi, rất đẹp và xin chúc cho chị Ngọc cũng như là con gái sẽ có buổi tối rất là ý nghĩa luôn với Best Show Award 2024. Nào, nó lên phải bò bò hả? Đó. Dạ. Dạ, rồi bé ơi đường này xoay lưng lại. Và tiếp theo trên thảm đỏ của Tina sẽ đón chào đó chính là cô giáo của Tina, MC Thảo Hugo và nhà sáng tạo nội dung Anh Đức Anh. Quay hả? Dạ, đúng rồi, xin chào chị Thảo ạ. Dạ. Em tay đằng sau, sao em quay mặt lại nó đẹp hơn, đúng rồi. Đó, một, hai, ba, em quay lại. Không khí của tối ngày hôm nay thì sao cô? Cầm cái tạm lên. Một, hai, ba, phải cầm cái tạm tung ra nữa. Mạnh mẽ lên mấy bạn, không được, móng tay dài quá. Đó, vừa vừa thôi, slow motion lại chút. Quá trời cái đầu rồi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ. Xin cảm ơn chị Chiêu của em. Xin chị Chiêu nói này. Dạ. Tập trung cho cái việc sản xuất và tạo ra cái sân chơi làm sao để cho quý các anh chị nhà báo phóng viên có thể tỏa sáng. Cho nên thường là những cái này Best Show thì đang rất là ngại lên đầu và sẽ chỉ đứng sau để sản xuất thôi. Hôm nay nhìn thấy người tới đây rất là vui và hạnh phúc thì Giang đang cảm thấy rất là mãn nguyện và cảm ơn các ekip đã hỗ trợ cho Linh Nga và cũng như là tổ chức của Best Show Bus để có thể có được cái buổi như thế này. Anh ơi, là đồng viên của ban giám khảo buổi tối ngày hôm nay á, thì cái tiêu chí chấm điểm về những bộ trang phục của chị em trong buổi tối ngày hôm nay là chắc nghĩ rằng là đầu tiên á. Tiếng chim em Thanh Tuyền từ Bảo Thanh Niên.
Hùng Đài Tiếng Chim xin trân trọng cảm ơn bạn. Dù làm báo rất vất vả và tập trung nghe lấy một cái body 64 từ tất cả quý vị, xin được cảm ơn Thành Long. Và tiếp theo, xin được mời... Lê Nam, báo thanh niên. Thank you.
bốn vũ. Wow. Trong lâm thì đèn bằng xe, lá xanh hoa trắng lại trên nhìn vàng. Và tôi là Hải Anh, tóc sao để từ Sen Vàng. Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.